뭐라고요? 무이딘 어떤 곳이에요? 아, 무이딘이요? 네. 무이딘 là gần với Cang Nam cả cao rồi. 아, 강남. 예, 네, 강남 가까운 곳. 뉴. 아, 구북모이. 그리고 한번 무이딘 어떤 곳인지 알아봐요. 이걸 조사했어요. 아, 무이딘 부동산 시장은 전략적인 위치와 현대적인 인프라 덕분에 하노이에서 가장 역동적이고 빠르게 발전하는 지역 중 하나입니다. 다음은 무이딘 부동산 시장의 현재 동향과 특징입니다. 네, 읽어주세요. 네, 미팅 như bộ thông sam si trắng ấn trời lắc cho kinh vị trí quá con thấy cho kinh in pura họ mua nè Hà Nội so cả trang đọc tông cho kỳ gỗ bắt được cái bài cho ăn chỉ học trùng Hà Nội mì đà thả mừng mì tinh bộ thông sam si trắng ngươi hôn che thùng hàng quá thức chinh nhìn mì đà. 네, 띵백 읽어주세요. Thị trường bất động sản ở Mỹ Đình, Hà Nội là một trong những khu vực phát triển nhanh chóng và sôi động nhất. Nhờ vị trí chiến lược và cơ sở hạ tầng hiện đại. Dưới đây là tổng quan về xu hướng và đặc điểm của thị trường bất động sản tại Mỹ Đình. Thì chung bất động sản ở mỗi tỉnh Hà Nội là một trong những khu vực phát triển nhanh chóng và sôi động nhất. Nhờ vị trí chiến lược và số hạ tầng hiện đại, rồi đây là tổng quan về xu hướng và đặc điểm của thị trường bất động sản tại Mỹ Đình. À, Mỹ Đình는 지역 이름이죠. Mỹ Đình의 부동산 시장은 하노이 Mỹ Đình 부동산 시장은 một trong Một한 trong곳이에요. những nhanh chóng.지역입니다. nhanh chóng 빨리 빨리 빠르게 발전하는 지역이에요. 그리고 소이동약 생동감 있는 가장 소독. 소이동 역동적인 장소예요. 소독 그리고 là dọc tông dọc kín.네. 저는 뭐 생동감 있는 뇨뜻 뭘까요? 뇨 Nhờ là thọc môn nề vị trí thọc môn nề덕분에 chỉ요요 chiến lược비 trời lắc예, 전략적인 위치 덕분에 그리고 고소 핫한 현대적인 인프라. 그러면 인프라 소 핫한이 cơ sở인프라예요? tầng inpura. 네, 소 핫한 인프라 Ăn때문에 này.네. 그다음에 조이 다이라 이렇게 여기가 통관 통관이에요. 통관이냐 라지? Thông quan á.네. Thông quan á.네. Tổng quan.통관. Tổng quan là như kiểu là cái tóm tắt à? Tóm tắt. Tạo tác thực chính Tóm tắt công tác tổng quan tức là tóm tắt đấy, đấy tổng quan tức là tóm tắt tác nội dung ấy, tóm tắt là cái gì rác nhỉ. công tác xu hướng à, 동향
hướng là thùng thùng tham Và tác tiên thức chỉnh của đặc thị trường bất điểm là động thức sản tại trình. môi trường này của động sản thị trường ấy thông hành qua thức chỉnh này khả năng không quan trọng bốc không quan không quan Tổng quan là nói tóm tắt đi, sơ lược đi, sơ lược sơ lược tóm phân tắt nhân sơ lược, nhưng mà phân nhân phân nhân nói tóm tắt sơ lược, sơ lược này. so đắc à, Ok, nhiều ok. mà là Ok. tóm tắt. Phải nhau mời để dùng tổng quan. Này, thiên biết. Đã cảm ơn nhau. Này, thiên biết bọn tôi như thế. Này, vị trí đắc địa và kết nối giao thông. Mỹ Đình nằm ở phía tây Hà Nội, gần các trung tâm giao thông chính và các con đường lớn như Phạm Hùng, Lê Đức Thọ và Đại lộ Thăng Long. Khu vực này gần với sân bay quốc tế Nội Bài và dễ dàng tiếp cận trung tâm thành phố Hà Nội cũng như các quận quan trọng khác, khiến nó trở thành khu vực hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Vị trí đắc địa và kết nối giao thông mới đường nằm ở phía tại Hà Nội gần các trung tâm giao thông chính và các con đường lớn như Phạm Hùng, Lê Đức Thọ và Đại lộ Thăng Long. Khu vực này gần với sân bay quốc tế Nội Bài và dễ dàng tiếp cận trung tâm thành phố Hà Nội cũng như các quan trọng các hiểm nổ chỗ tăng khu vực nhất dẫn nối với cả các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Nè. 주요 위치 및 교통 연결성 무이딩은 하노이 서부에 위치해 있으며 주요 교통 허브와 빤훈, 레득도, 팡롱 고속도로와 같은 주요 도로 근처에 있습니다. 노이바이 국제공항과 가깝고 하노이 시내와 다른 중요한 지역으로 접근이 용이하여 현지 및 국제 투자자들에게 매력적인 지역으로 자리 잡고 있습니다. 네, 읽어주세요. 네. 주요 위치 및 교통 연결성. 미딩은 하노이 서부에 위치해 있으며 주요 교통 허브와 Phạm Hùng, Lê Đức Thọ, Thăng Long, đường Nội Bài cao tốc Thăng Long qua cả thân chủ đô thủ đô cần cho ê xin đà Nội Bài cục chê cùng hàng qua các cặp phố Hà Nội xin hoa thả đơn chúng như an chỉ học từ đô ơi chọc chọc cân nhi dùng nhi hai đó nhóm chi mịt cục chê thu cha cha từ ế kế mẹ đọc chọc kinh chỉ học từ đô chả đi chọc cô xin đà.네, 탱배 한번 뜻 얘기해 볼게요. 위치는 위치, 딱디아라가 딱디아, 딱디아, Vị trí đắc địa,딱디아 위치, 위치. đắc kết địa nối nghĩa là tốt à? Chính교통 연결, 딱디아 위치. vị Đặc trí đắc địa địa, ý nghĩa là gì? đắc địa Phải mới là là hiểu Yếu chung vị trí. Đặc địa chỉ là Yếu chung đắc địa mà tức tức sơn là nghĩa Yếu là chung chột chột thả cô
chỗ À, đó. ok, j�은 위치, 좋은 위치, 딱 뒤야. 아, 딱, 딱, 아, 딱, 딱 하면 비싸다, 아니? 비싸다? 건 딱? 아니에요. 아, 그럼, 그, 아니에요. 아니에요? 딱 địa là còn Hàn Quốc có đắc địa j�은 mỗi 위치, lần. jŋ은, jŋ은, 딱 뒤야. 아까 나왔는데. 아까 볼게요, 이따가. 교통 연결, 좋은 위치. 보통 연결 무디는, 하노이 서쪽에, 남쪽에 있어요. 한우 phía tây Hà Nội하노이 서 서쪽, 서쪽에서 서쪽에 남 있는 있어요. 있어요. 간 가까워요. 간딱 가까워요. 중심, 중심 진, 고통 예, 교통의 주요, 교통의 중심지, 찐라 주요. gần các trung tâm giao thông chính chính là주요한, chủ đô,주로, 예, 주요. 그리고 chủ đô cột thông chủ공중론, 도로, 큰 도로, con철원, đường lớn phân thổ đô빰흥이나 도로 이름인 것 같아요. 빰흥, 거리 이름. có gì텐중라, 빰흥, 의덕토. 그 다음에 다일로는 고속도로예요. 다일로. 고속도로. 고속도로, 네, 다일로, 고속도로, 다일로. 네. 고속도로. 중롱. 승길, 누, 삼풍, 르덕토, 그 다음에 다일로, 라, 고속도로, 땅랑, 땅랑, 고속도로, 그 다음에 땅령 후나이, 고속도로. 이 지역은, 아, 가까워요. 삼퍼이, 노이바이, 국제공항과 가까워요. 까, 바이 꼬이, 국제 국제, 공항 그리고 예양 쉬워요. 연결 쉬워요. 탭간 중담 중심 하노이 중심 한국 부분과 연결이 쉬워요. 그럼 중심 그리고 누각 관관 중각 각 지역 중요한 지역 다른 각 다른 관종 중요한 각관 그 지역 과또 연결이 쉬워요. 텐, 노, 조, 딴, 구북, 앗, 짠, 도이, 도이. với các nhà đầu tư, các nhà đầu tư là thu cha cha tử cha cha nhà, đầu tư là thu gia gia đưa, thu gia gia đưa, quốc tế. 또는 외국의 투자자들과 함께 냔, 냔 하면 사람인데 합잔 또 매력적 매력적인 기관 매력적인 지역 중에 입니다. 네, 이번엔 매력적 기인 지역 구북 지역에 입니다. 조단 khiến nó là ăn cùng mày lâu mồm yếu khiến nó là thông성되다, 여겨지다, khiến자리 잡다, 자리 잡다 네, 자리 뜻이 뭐예요? 자리 위치, 위치 예. 자리 비슷해요? 네네. 남. 자리, 있다. 자리 잡고 있습니다. 그냥 지역입니다. 이렇게 해도 돼요. 지역입니다. 매력적인 지역입니다. 네, 이거 한번, 매력적인 지역입니다. 네. 띵베이스로 얘기해 보세요. 네, 아 위치 아, 위치
chính nhỉ, Chủ và yếu là tắc 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 vị tắc trí đắc địa, đắc địa tắc chủ yếu, tắc chủ yếu là tắc vị trí đắc địa và kết kết nối nối giao thông, kết nối giao thông. nè Mỹ Đình lắm mới đừng lắm nằm ở ở quay tẩy phía tây Hà Nội và gần với gần với Hobu, gần trung với tâm trung Hobu là tâm gì? trung tâm Hobu là trung tâm à? đây này Giao trung gần tâm với giao trung thông tâm giao thông chính này như là dung lôn núi đường Phạm Hùng, đường Lê Đức Thọ và tai đại lộ Thăng lộ Long, cầu sốc cầu đô, đại lộ Thăng Long. Căn cái người căn chủ yếu rồi rồi Và gần nè cần gần gần với sân bay quốc tế Nội Bài nè và Tây An dễ dàng đâu, khu vực dùng nghi ha, do là quanh toàn trong các dễ dàng tiếp cận với khu vực, trung tâm thành phố quanh trong và khu vực quan trọng khác, dễ dàng tiếp cận và có chán đôi và khiến là khiến đau tô nhẹ đấy, nhẹ 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 khiến nó trở thành cái khiến nó trở thành nhẹ khu vực hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong nước và quốc tế. nè Cứ nè ok nhớ tiên biết và chụp kiểu ăn nó thấy주거 부동산에 대한 높은 수요. 무딩은 점점 더 많은 외국인 거주자, 전문가, 중산층 및 고소득 가정의 사람들이 모여드는 지역으로 주거 부동산 수요가 높습니다. 네. 네, 주거 부동산에 대한 높은 수요. 미팅은 점점 더 많은 외국인 거주자, 전문가, 중산층 및 고소득 가정의 사람들이 모여드는 지역으로 주거 부동산 수요가 높습니다. 네, 팅백 읽어주세요. 뉴욕 고가오 về bất động sản cư dân. Mỹ Đình là nơi tập trung nhiều người nước ngoài, chuyên gia và các gia đình có thu nhập từ trung đến cao, tạo ra nhu cầu cao về Né, nhu cầu cổ về bất động sản. 부자네요, 잔꾸예요. 주거. cư dân. 부자님 맞아요. 그 부자는 주민 아니에요? 잔꾸는 주거. 부자는 주민. 부자 là đầu tư. 부자는 주민. 잔꾸는 주거. 주거는 그냥 생활하는 거예요. 국성. 생활라 주거. 국성. 잔꾸가 주거.
예, 주거. 그러니까 부자 하면 사람, 주민. 그다음 근데 주민. 아 그냥 잔꾸 하면 그거 그냥 주거 사는 거 living 네 모이딘 라 너희 탑중유 노이 늑 노이 주원자 마각자든 보투냐 주종된 가오 따올라 뉴 가오 가오베 무이든은 아 노이 탑중 하면 집중이에요? 네, 집중. 예. 집중 아니면 모이다. 아, 예. 모여져 있어요. 많은 아, 외국인 뉴 노이 녹 노이 외국인 노이 녹 노이 외국인 người nước ngoài,외국인. 노이 녹 노이 외국인과 후원자 전 문가. 전문가 아 후원자 마 각자든 가족 보투냐 주중 두중 수입 중 난. 중 수입아. 중산층 중 중산층부터 까오 그 약간 고급 아니면 부유층 가오 가오. 예 주냐 그걸 가지고 있습니다 수요 주냐 수요 수입 난. 수입. 수입 수요 수입주 수요 수요 네네네 주냐 수요가 있어요. 타올라 만들어요. 느 까오 꽈오베 높은 까오 베느 까오 까오 từ trung đến cao, trung là trung bình, trung bon à, trung sim à, sao đâu, lên à trung trung bình. ok. 네. Thu nhập từ trung đến cao thì hắn cũng mày lô mò mò cứ ra cô héo.중산층에서 꺼오는 높은 사람 고소득 이거 주냐 아 수입 소득 주냐 소득을 가지고 있어요 주 소득 아, 예예 주냐 산, 수입 소득 그러니까 중에서 높은 소득을 가진 자진 가족들이 따올라 뉴카오 꼬베 네. 아, 이거 시행한 한번 네, 얘기해 줘 보세요. 아, 네. 네, 킹벳. 주요 네, 네. 토, 그지? 필요, 토냐 봐. 필요한 거, 예, 필요. 필요. nhu cầu cao về bất động sản, cư네. dân Mỹ Đình Cần càng thiết. dần dần càng tập trung là khu vực này, tập trung là khu vực tập trung nhiều Nói nhiều các người nước ngoài, chuyên chuyên gia và những người có gia thu nhập tầng thu nhập trung đến cao là thu nhập bất động sản.
thu nhập của bất động sản cư dân cao. căn hộ này trên cái căn hộ Căn hộ cao cấp, nhiều dự án căn hộ cao cấp như Vinhomes Skylake, The Manor, Golden Palace đáp ứng nhu cầu sống sang trọng với các tiện nghi hiện đại. căn hộ cao cấp nhiều chú ăn căn hộ cao cấp nhiều bên hông Sky Lake The Manor và Golden Palace đáp ứng cao sung sàng sống vội phát triển như hiện tại à phát thư Phnom Sky Lake The Manor Golden Palace và các chân phố gục à phát 현대적인 편의시설을 갖춘 고급 생활을 원하는 사람들에게 인기가 많습니다. 네. 네, 아파트, 빈홈 스카이렉, 더 마너, 오렌 팰리스와 같은 고급 아파트 단지는 현대적인 편의시설을 갖춘 고급 생활을 원하는 사람들에게 인기가 많습니다. 네, 카노 아파트, 고급한 고급 아파트, 고급 아파트. 고급 아파트, 네. 뉴 많아요. 주안 프로젝트? 같은 주안, 단지. 단지 주안. 주안이 프로젝트란 뜻도 있지 않아요? 프로젝트. 주안나 프로젝트. 좀 다른가? 글씨가 달라요? 주안 단지 깐호 단지가 많아요. 고급 단지 비논 스카이라이트 마노나 골든 팔레스 같은 고급 단지가 많고 그다음에 답응 가우송 Đáp ứng nhu cầu sống sang trọng với các tiện nghi hiện đại. Nhu cầu sống sang trọng á, Penny, hiện tại, hiện đại, Penny가 편리함, 편의시설, Penny. tiện nghi là편히 시설, 네. 딱, Penny, 편히 현대. 시설. 현대 편의시설을 모이 가지고 있는 가지고 있는 송, 바 쌍종, 인기 있어요? 답응이 인기 있어요? 답응? 답 응. 네. 답 응. 까오롱. 뭐라 답 응. 답 응. 답 응. 원하다. 원하다. 인기 있다. 사람들이 많이 인기가 있어. 원해는 것처럼 살기 원해요. 누가오 송상종. 관종, 상종, 상종이냐 라지? sang trọng, 높은, sang trọng tức là높은 상종. sang trọng, 고급 생활, 가오 cuộc sống ngoài,상종, cuộc sống cao고급 cấp,생활, 네네. cuộc sống sang trọng là cuộc sống ngoài.네, 알겠어요. 안 뱃, 바깥에, 중구 이니알라지? 중구 콘도예요. 중구 네, 한국어 할게요. 콘도 중구 및
저렴한 가격의 콘도 역시 수요가 많으며 특히 젊은 전문가와 가족들에게 인기가 있습니다. FLC 컴플렉스, 돌핀 플라자와 같은 프로젝트들이 많은 인기를 얻고 있습니다. 서비스드 아파트. 이거는 서비스드 이상한데 그냥 서비스 아파트. 무딩에는 외국인 거주자가 많아 국제학교 및 비즈니스 센터 근처의 서비스 아파트 수요가 많습니다. 이거 조금 이상해요. 서비스도. 읽어주세요. 본도. 형, 지금 안 보여요. 안 보여요. 잠깐만요. 네. 본도. 네, 본도. 오늘도 중급 및 저렴한 가격의 콘도 역시 수요가 많으며 특히 젊은 전문가와 가족들에게 인기가 있습니다. FIC, 컴플렉스, 돈핀 플라야와 같은 프로젝트들이 많은 인기를 얻고 있습니다. 네. 콘도란 콘도라 중고 정고 콘도미니엄은 일단 집가 냐하고 비슷해요. 냐 콘도 다오냐인데 그 다오냐 안에 냐 있어요. 깐호하고 좀 다른 콘도미니엄, 약간 리조트 같은 느낌? 콘도라냐 냐직 네, 비슷한 느낌 콘도. 이것도 해요. 서비스드 아파트 읽어주세요. 서비스 아파트. 웨딩 외국인. 먼저 이거 주세요. 네. 서비스 아파트 미딩에는 외국인 거주자가 많아 국제학교 및 비즈니스 센터 근처에 서비스 아파트 수요가 많습니다. 네. 서비스드 아파트 미딩에는 외국인 거주자가 많아 국제학교 및 비즈니스 센터 근처의 서비스드 아파트 수요가 많습니다. 이거 서비스드 아파트 좀 이상해요. 그냥 아파트인데 그게 어떤 아파트냐면 컴플렉스 간호직구 그냥 서비스 아파트면 뭐 그냥 일반 아파트하고 좀 달라요. 직구 하면 조금 달라요. 서비스 아파트 이상해요. 아니요, 그러니까 한국어는 이상한데. 그 깐노 직부 하면 이거 약간 어떤 느낌이냐면 아파트인데 뭐 이렇게 생활용 기구 있고 뭐 이런데 오케이 잘 모르겠어요. 홍백 읽어주세요. 또 까오 các chung cư tầm trung và giá cả phải chăng cũng được ưa chuộng, đặc biệt là với các chuyên gia trẻ và gia đình. Các dự án như FLC Complex và Dolphin Plaza được nhiều người ưa chuộng. Căn hộ dịch vụ với cộng đồng người nước ngoài lớn, căn hộ dịch vụ gần các trường quốc tế à trung tâm kinh doanh được ưa chuộng. các trung cư tầm trung và giá cả phải chăng cũng được ứng dụng, đặc biệt là với các chuyên gia trẻ và gia đình, các dự án như FS Complex và Dolphin Plaza rất nhiều ngôi ưu chuộng căn hộ dịch vụ
bồi không tốn ngồi nước ngôi luôn căn hộ chức vụ khăn can can tán phát chung quốc tế à cũng chạc chỗ và trung tâm kinh doanh đức ưa chung chung cư không đủ các chung cư tam trung. Tam trung là trung tâm Các chung cư tầm trung, tức là có khi phải kêu gì tùng san này. tam trung chúng sang nghe từ condo là chia cả phải kêu gì chia là ta bay chân cũng được uống uống chung ý nghĩa là gì uống chung ý nghĩa là gì Được ưa chuộng là Inkiga, ít đấy Isumida à các uống chung ý nghĩa nè à in kỳ toán in kỳ ga nè isoyo Inkiga, à phải chẳng cả phải chẳng chia cả các giúp isoyo. các giúp cho vô đặc biệt thức phê à các chuyên gia trẻ từ젊은 전문가와 가족에게 인기 있어요. 특별히. Các chuan như FLC 컴플렉스나 돌핀 플라자 단지는 được như 많은 người 사람이 있어요. 으 좋아. 우측 인기 끄는 사람 인기 있어요? 인기 네, 으 좋아. 인기가 많습니다. 네. 간호 직구 서비스 아파트 모의 공동의 늑의 론큰아 의, 늑의 외국인 외국인들의 공동 공동 생활하는 서비스 아파트는 간호직구는 각종 중국 대 국제 학교 국제학교가 가까워요? 간? 가까워 네. 가깝고 네. 그리고 중당 중심에요. 사업 긴조한 인기가 있는 사업의 중심지입니다. 사업 중심, 네. 사업 중심. 비즈니스 아파트 센터 근처에 수요가 많습니다. 수요. 이거 비행계수로 한번 해볼게요. 콘도. 네, 중급 nhà ở à?네. Condo là acá là căn hộ này thì아니야, 중국, 중국. chung콘도? cư, 네, 중국. chung cư중국, có ô, 중국, 지하, 지하, 지하. chung cư có cái dọc suyo các mảnh ung mèo chung, ung chung. là Anh đó.